Thạc sĩ, bác sĩ Đỗ Xuân Trường là người đã có hơn 15 năm trong nghề thẩm mỹ. Ông là một trong những cái tên bảo chứng cho chất lượng của các liệu trình thẩm mỹ mà hàng ngàn khách hàng đã trải nghiệm. Trong nhiều năm qua, Thạc sĩ, bác sĩ Đỗ Xuân Trường đã không ngừng tìm tòi, nghiên cứu để đưa ra những giải pháp làm đẹp hiệu quả, an toàn vượt trội nhất. Điển hình như kỹ thuật nâng ngực nội soi có bơm hơi, công nghệ nhân mí vĩnh viễn Xuân Trường Technique, liệu trình trẻ hóa Xuân Trường 360, liệu trình làm đẹp chăm sóc da Diamond. Nổi bật nhất là việc lựa chọn ứng dụng plasma lạnh khi điều trị vết thương trong thẩm mỹ làm đẹp. Thạc sĩ, bác sĩ Đỗ Xuân Trường đã đóng góp không nhỏ trong việc thay đổi kỹ thuật làm đẹp tại Việt Nam. Đặc biệt, ông đã mang đến cứu tinh cho những khách hàng bị các vết thương hở, vết thương hoại tử đau đớn khó trị. Tôi là người làm về thẩm mỹ, luôn muốn mang đến cho khách hàng của mình vẻ đẹp hoàn hảo nhất để khách hàng có được sự tự tin trong cuộc sống. Nhưng khi nhìn thấy những trường hợp khách hàng bị vết thương hoại tử, tình trạng bệnh kháng kháng sinh mà không có phương pháp nào khắc phục, nhìn thấy vẻ thất vọng, buồn bã của khách hàng, tôi không đành lòng. Tôi luôn trăn trở và muốn tìm ra phương pháp điều trị giúp khách hàng của mình thoát khỏi sự đau đớn, làm lành vết thương nhanh chóng để lấy lại sự tự tin trong cuộc sống. Sau thời gian dài tìm hiểu các công nghệ điều trị vết thương khác nhau, tôi đã chọn plasma lạnh. Đây là công nghệ giúp diệt khuẩn, kháng viêm, làm lành vết thương của Mỹ. Tôi vui mừng khi tìm thấy cho khách hàng của mình phương pháp điều trị bệnh không chỉ hiệu quả, an toàn mà còn rất tiết kiệm. Plasma lạnh có rất nhiều ưu điểm khiến tôi tự tin ứng dụng trong quá trình điều trị và làm đẹp, như có khả năng vô hiệu hóa các loại virus, vi khuẩn, các bào tử nấm, giúp khử trùng, diệt khuẩn, thúc đẩy quá trình làm lành vết thương. Chiếu plasma lạnh không đau đớn, không xâm lấn. Công nghệ plasma hoàn toàn vô hại đối với các tế bào khỏe mạnh trong cơ thể. Thiết kế máy nhỏ gọn, cách dùng đơn giản nên rất tiện lợi cho khách hàng. Chi phí điều trị bằng plasma lạnh tiết kiệm hơn rất nhiều so với những phương pháp khác.